chưa đủ lớn vì dự ăn ít cháo quá. Bây giờ làm lại một cái nắm của không gian cho 2, 3. Đây là tình cô, tình cô niềm cười trách nhiệm làm được. Gặp nhau đây sao mà ngày chia tay, hát vang lên cho bao lúc trời mong, hát vang lên cho bao lúc trời mong. 2, 3. Hát vang lên cho bao lúc trời mong. 2, 3. Hát vang lên cho bao lúc trời mong. Bây giờ mình làm 2 câu ha. Gặp nhau đây sao bao ngày chia tay, hát vang lên cho bao chờ mong. Gặp nhau đây ta hát khúc ca này, gặp nhau đây ta hát khúc ca này. Môi thắm tình em chưa trang mang ngọn. 2, 3. Mỗi thăm xin thêm chữ trang mong. Được chưa? Bây giờ mình làm lại nha. Câu sao quên câu trước. Câu sao lại cũ không hát, hát bài mới gì có. Không có bài cũ, bài cũ ra. Bài cũ. Hai bài cũ. Đây đi. Đi trở lại đây nè. Hai. Rồi. 1, 2, 3. Đã về, đã tới. Bây giờ đây thì đại chúng, cái điều mình nghĩ ai cũng có thể thuộc, một là niệm A Di Đà Phật, hai là tụng thần chú quán sinh, nam mô A Di Đà Phật, dạ ai thuộc đưa ta lên dạ. Thưa các vị rằng là chúng ta có thể vừa thiền hành vừa niệm A Di Đà Phật, vừa thiền hành vừa tụng nam mô A Di Đà Phật dạ. Thực ra cái câu đầu nam mô A Di Đà Phật dạ là nam mô A Di Đà Phật nha.
tại vì ta dịch theo âm tiếng Phạn đó, chính thực là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và mình nhớ một lần cách đây chừng 10 năm, sư ông Hoàng Mai dẫn một đoàn thiền sinh thiền hành quanh cái công viên ở thành phố Lớp. Sau đó rồi các vị hình dung rằng luôn 3 năm không có một người nào tự sát ở trong công viên đó cả, hoặc là bị giết nhau hoặc tự sát. Và đó đích thân là những người quản trị cái công trình thành phố họ về thiền viện Lộc Nguyễn cho hay. Họ đã không biết là phép màu gì mà chư tăng chư ni cùng với phật tử đi thiền hành rải năng lượng lành cho một vùng làm cho nó tươi mát, là cái khí lạnh nó tụ lại, cho nên trong công viên đó 3 năm sau không ai là tự sát, không ai bị giết cả. Trung bình trước đó thưa các vị mỗi năm 6-8 người bị chết là chuyện bình thường. Hóa ra là thiền hành mang năng lượng rất lành phủ xuống cái vùng đất mà chúng ta tu tập. Do vậy cho nên mình đâu hạn chế rằng các vị phải biết thiền tập, các vị phải có thể ăn trú ngay cái pháp hành trì. Nếu biết thiền tập thì chúng ta từng bước ăn trú ngay cái pháp, niệm thân và một, niệm tâm là hai. Hoặc là chúng ta chỉ đơn giản là đem sự nhận biết, biết mình đang bước, biết từng bước chân mình dở lên đặt xuống. Tuy nhiên ở đây thì các vị vẫn chưa quen với phương pháp thực tập này, trong khi chúng ta quá quen với truyền thống tịnh độ, cho nên các vị cứ bước một bước. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, được chưa? Điều thứ hai là nếu chúng ta quen với tụng bài chú bản sanh thì cứ Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, các vị tụng nó tròn vòng thế này, các vị tụng lại một vòng thiền hành, có thể chúng ta tụng chừng 500-300 biến bản sinh. Các vị không biết rằng là thần lực của chư Phật rất lớn nha. Năng lực thần chú đều có thể, đầu tiên là giúp ta định tâm. Điều thứ hai, quanh ta tỏa sáng cái năng lượng rất lành. Tại vì khi tâm mình phát tác ra, ý niệm buồn, chán, ghét, thương thì nó đều phát triển ra một loại năng lượng rất xấu, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thế nhưng tâm ta niệm Phật và tụng chú, gọi an trú trong thiền, thì quanh ta đó là một vùng quang phổ rất lành. Do vậy cho nên mình không yêu cầu là đi thiền hành bằng phương pháp thiền tập, mà ta có thể niệm Phật, tụng chú bản sinh, niệm A Di Đà Phật, hoặc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Làm được không? Xin mời bắt đầu.